cho ngày vui. Mừng tăng hôn tôi chúc cho dễ mới, tôi chúc cho tăng hiền nên mỗi phiên châu cầu. Cô dâu xinh sáng xinh thật là xinh, đến chú để viên xin nhớ lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng thương mến nhau dài lâu. Ô vui quá sáng tỏ con tươi, nhà trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc tung vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai bà đang nón với thầy tám, tới tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi ngang. Ông sư cũng đang nói với bà vui, giống với trời hiền xin lớn lại vừa đôi. Ngày nay we'll be right back.
Chú rể Khương Duy. Thế nhưng hiện diện hơn nữa, đó là một trọng trách thật lớn lao, thật ý nghĩa mà hai bên gia đình bốn họ ra có. Đó là hai vị trưởng đoàn ngày hôm nay xin được thay mặt cho hai bên gia đình sẽ làm phần lễ tác hợp cho hai con cháu hôm nay. Trước tiên nhất, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên sân khấu và cùng nhau lắng nghe ý kiến phát biểu của bác đại diện cho gia đình họ nhà trai có cây trầu trên nước để xin được đón cháu Nguyễn Linh về làm dâu con gia đình. Xin được toàn thể quý vị hỗ trợ chúng ta một tràng pháo tay thật đông nhất để chào đón vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà bên bề nội ngoại của hai gia đình bốn họ, tôi là Bùi Sương, chú của cháu Duy, rất là vinh dự được đại diện cho phái đoàn nhà trai. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay lên đây có đủ các cụ, các ông, các bà đại diện cho gia tộc và đại diện cho gia đình, và đặc biệt là có mẹ của cháu Duy cũng có mặt. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, như ta đã biết, Tết thì hết rồi, nhưng mùa xuân thì vẫn còn.
đầu xuân năm mới cho tôi xin kính chúc các cụ sang năm mới an khang thịnh vượng, có một sức khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Chúc cho các vị lứa tuổi trẻ trong sự nghiệp luôn luôn thành đạt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà ông Hà Nhuận xin được cháu Bùi Duy và gia đình ông Vui Giao có được cháu Nguyễn Linh. Qua suốt một quá trình các cháu đã tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc với nhau, và các cháu đã tin tưởng tuyệt đối với nhau, các cháu đã về báo cáo với mẹ cha để làm sao hai ba được sống chung một nhà. Kính thưa các cụ, cũng được sự vun đắp của các cụ, các ông, các bà bên bề bên ngoài cho hai cháu được thành vợ thành chồng. Vậy hôm nay là ngày tốt, hai gia đình đã chọn được ngày tốt, giờ tốt và cũng đã được chính quyền công nhận các cháu đã thành hôn đúng với luật hôn nhân. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi có một cái lễ lên để xin các cô, các ông, các bà bên bề của nhà gái cho phép chúng tôi được đón cháu Nguyễn Thủy Linh về làm dâu con ông bà Hà Nhuận và làm cháu của gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, hai gia đình và bốn họ và tất cả các anh em, bạn bè thân thích của hai gia đình và của hai cháu. Hôm nay là ngày lành đáng tốt, là ngày đại cát đại hỷ. Hai gia đình chúng ta làm cái lễ thành hôn cho hai cháu là cháu Linh và cháu Duy. Thì vừa đây là ý kiến của ông đại diện của nhà trai đã có ý kiến để xin dâu. Thì tôi cũng là bác của cháu, cũng là người đại diện bên nhà gái, cũng là người thay mặt các cụ, các ông, các bà bên nhà gái và thay mặt cho bố mẹ cháu xin đón nhận lễ xin dâu của bên nhà trai. Xin mời các cụ, các ông, các bà để xin vào kính lễ. Vâng, xin kính thưa quý vị, kính thưa các cụ, các ông, các bà, đúng là hôm nay xin vào chúc mai tình trong một khách nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Đối với tất cả đặc biệt nhất là một trọng trách thật lớn lao, thật ý nghĩa nhất của hai bên gia đình mà hai vị trưởng đoàn đã được hoàn tất. Và lúc này xin được mời bác sẽ dâng ngay lấy vào trong nhà để thắp nén nhang kính trình tổ tiên. Vâng, và quý vị ơi, xin được trở lại sân khấu chính quân trường. Chắc hẳn lúc này chúng ta cũng nhìn mà với nghe chú rể Tư Duy là trên gương mặt đang ngờ rõ. Thế là một cái điều rất là bốn dưới này, buồn người và cảm thấy nó sao xuyến. Và rất là mong mỏi những giây phút, đúng là một giây phút trọng đại nhất của đời con trai đã chẳng được tới, đúng không em? Và ngay bây giờ không phải chờ đợi nữa, Cần Duy sẽ ôm bó đến tháng này, tiến vào phía trong nhà. Nhưng mà ngoài khi là đến là cô ơi cho cháu hỏi mà em đi vào nhà không? Nhưng hôm nay hỏi thế, ai nhỏ với mẹ à? Mẹ ơi, là con chỗ nào đấy? Thì sẽ đến chỗ đấy và sẽ đi đón, đúng không? Thế là em ơi, tặng em một bó hoa tươi thắm. Và từ ngày mai chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không? Và sau đó hai người sẽ tay trong tay bước ra chiếc án thuyền của bàn thờ tổ tiên gia đình và sẽ chắp tay thắp đèn nhang làm lễ gia tiên để chính đón nàng dừng về đây, đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay thật đầy nhiệt để chúc mừng cho chú rể Cần Duy. Vâng, xin được chào mừng. Đừng mòn làn hôm nay đông vui. Vâng, xin được kính thưa quý vị, và chắc khi chúng ta cùng nhau chờ đợi cô dâu và chú rể sẽ hiện diện chứng tỏ cái tiết môn trường và các bạn làm đế gia tiên, xin được trở lại sân khấu trường một lần nữa để trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các cô dâu, các bà và các con trường gia tiên của mình xin chào quý vị và để chúng ta sẽ cùng chờ đợi cô dâu và chú rể và rất mong khi chúng ta với tấm lòng yêu mến con người lên đặt kính một ngày chúng tôi anh gia đình của mấy lời cảm ơn và chúc mừng cho cô dâu chú rể. Xin được chân thành cảm ơn.
đang làm lễ gia tiên tiến báo tổ về. Xin thức đợt về cuối này đi hai con đã được về sẽ nước bên nào để dành cho về khúc khúc. Và xin mời cô chú rể sẽ đi mời chầu, mời nước toàn thể các cụ công các bà và người này họ. Đó là phần lễ ra mắt của chú rể Lương Duy cho hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chú rể đến chào mọi người. Và toàn thể quý vị chúng ta đồng một tràng pháo tay thân đồng nhiệt tình chào đón nha nha. Vâng, xin kính thưa quý vị. Và lúc này chúng tôi rất mong là toàn thể toàn thể truyền cũng như quý vị chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu. Và đặc biệt nhất là chúng ta không thể thiếu được những nhà chứng kiến, những bức hình ý nghĩa nhất của ngày hôm nay. Trước tiên xin được chuyển lời của hai con được trân trọng kính mời phụ thân phụ mẫu, đó chính thức đó là đấng sinh thành và cùng ngày hôm nay trân trọng kính mời là bố mẹ của hai con, đó là ông Tham và bà Vui sẽ hiện diện lên sân khấu để chụp những bức hình lưu niệm trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông bà Vui Giao sẽ bước lên sân khấu để chụp những bức hình lưu niệm. Và trong ngày hôm nay, ngày trọng đại nhất của hai con, cha mẹ có những món quà nó tuy rằng nhỏ bé mà thôi, thế nhưng là chứa đựng thật nhiều tình cảm để chúc phúc hai con. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Vâng, và chúng ta không thể thiếu được một tràng pháo tay thật đông nhiệt để chào đón ạ. Đúng là đất biển không đông, mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, vì cha cho mẹ trắng già. Mong sao cho chúng những ngày đã qua, ngày hôm nay một ngày hạnh phúc nhất của hai con, cha mẹ và những người mang giải đau, và đặc biệt nhất là người cha chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ, từ những bước chân chập chững ngày đầu biết đi. Và để ngày hôm nay ngày hạnh phúc nhất của hai con đó là niềm tự hào của một đấng sinh thành. Xin mong quý vị chúng ta không thể thiếu được những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Như chúng ta đang được chứng kiến đó là người mẹ trao cho con những món quà nó tuy rằng nhỏ bé mà thôi, nhưng trong đó nó chứa đựng rất nhiều tình cảm, thật nhiều ý nghĩa nhất để chúc phúc hai con.
Vâng, và bây giờ xin được trân trọng kính mời bố ạ. Bố sẽ trao quà cho con rể, cũng là những niềm an ủi và đặc biệt nhất để cho những phúc trọng các con ngày hôm nay. Một tràng pháo tay tân hương nghiệp của quý vị chúng ta liên tục để chúc mừng. Thì em phải ôm mối một cái thân gần gũi đó là thay lời cảm ơn rất là lớn. Cảm ơn tuyệt vời. Vâng, đó là những điều mà thật sự ý nghĩa nhất. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc thật ý nghĩa này. Vâng, xin được kính thưa quý vị, và trong ngày trọng đại nhất của hai em hôm nay, xin được trân trọng kính mời có sự hiện diện của anh chị gái và anh rể, cũng có một món quà để chúc phúc hai em. Xin được kính chào các bạn thân đồng nhiên để chào đón chị gái và anh rể ở đây trên sân khấu một chút ạ. Chứng kiến đó là bức hình của tất cả các anh chị em trong gia đình của cháu ngày nay. Xin được mời mẹ của cô Dâu ạ sẽ lên chụp cùng với con gái một kiểu ảnh ạ. Xin được mời mẹ. Và chúng ta sẽ được chứng kiến một bức hình lưu niệm thật là ý nghĩa nhất hai bề con, đặc biệt nhất là mẹ ngày hôm nay. Trước khi con bước chân đi lên chồng thì đó là một điều nhung nhớ nhất đến mẹ, nhưng đó là một điều mong mỏi và chúc cho con những ngày của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chúng ta những chào tay rất đồng nhiệt để chúc mừng chúng ta. Tất
Vâng, xin được chào thầy của cô giáo. Xin trân trọng kính mời các bác, các bà, các cô, các chú, các chị dâng lên chiều cùng với cháu gái và một tuổi vị lưu niệm. Chúng ta để chúc cháu ngày mai được thật hạnh phúc cả đời. Xin được trân trọng kính mời. Xin được chuyển lời của hai cháu được trân trọng kính mời ngày hôm nay ngày đàn phúc hoàng cháu có trân trọng mời đó là bà nội cũng như bà ngoại của hai cháu sẽ thử ra sân khấu chính quân trường để chụp cùng với hai cháu có những điều điện. Đúng là khi đấy thì bà cũng bà vợ ngày hôm nay cháu đang lên thôn và yên để ra thất, đó là điều mong mỏi nhất của bà nội cũng như bà ngoại ngày hôm nay để chúc phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời bà nội và bà ngoại ạ. Chúng ta cùng nhau gặp mặt sân khấu. Vâng, tất cả những tình cảm bà nội cũng như bà ngoại sẽ được chúc phúc cho hai cháu. Và đặc biệt nhất là để ghi lại những khoảnh khắc, những thời gian thật ý nghĩa nhất, cũng là để chúc mừng cho cháu lên xe hoa về xây tổ ở mai quốc gia đình ngày mai. Xin được một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị chúng ta để chúc mừng cho các dân của chúng tôi ạ. Các cô, các bác, các chú, các gì của hai cháu xem lên chủ đề cùng với lại hai cô và các cháu một kiểu hành lưu niệm, cũng là điều mong mỏi để chúc phúc tiến thọ nữa.
chương trình này của cô dâu Mỹ Linh. Xin là mời tất cả các bạn của cô dâu với chị chia sẻ sẽ lên sân khấu để chụp những bức hình lưu niệm. Chúc phúc dài bàn chúng ta để đạt thành công chương trình ngày cái trong buổi lễ quy ngày hôm nay. Yeah.